Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn Cảnh 24 giờ. Chúng tôi xin được gửi đến quý vị những vấn đề nóng nhất, mới nhất trong suốt 24 giờ qua. Sau đây là phần tin chi tiết. Vào 19 giờ tối mùng 2 tháng 9, tâm bão Iagi trên vùng bờ biển phía đông đảo Luzon của Philippines với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là vào khoảng từ 62 đến 74 km/h, giật cấp 11. Những giờ trước đó, bão di chuyển khá nhanh theo hướng bắc tây bắc. Với vận tốc khoảng 20 km giờ Đến tối mùng 2 tháng 9, các trung tâm dự báo của Việt Nam và quốc tế đều thống nhất khi vào biển Đông trong khoảng đêm mùng 3 tháng 9, bão Yagi sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng tây, cường độ có xu hướng mạnh lên do gặp các điều kiện rất thuận lợi về khí quyển như gió, khí áp, đại dương, nhiệt độ nước biển ở khu vực biển Đông đang là 30 đến 31 độ C. Đến thời điểm này, các trung tâm dự báo của Việt Nam và quốc tế đều thống nhất khi vào biển Đông, bão Yagi sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng tây. Cường độ có xu hướng mạnh lên Các dự báo đều cho rằng bão Yaji mạnh nhất khi đến khu vực phía đông của đảo Hải Nam, Trung Quốc Tuy nhiên, nhận định về cường độ bão có sự khác biệt đáng kể giữa các đài khí tượng thế giới Nhật Bản nhận định bão Yaji có thể đạt cường độ mạnh nhất cấp 13 Trong khi Trung Quốc dự báo bão mạnh nhất cấp 15 Riêng Mỹ đưa ra kịch bản sâu hơn Bão Yaji có thể là siêu bão trên Biển Đông với cường độ mạnh cấp 16, giật trên cấp 17 Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia của Việt Nam nhận định, từ khoảng ngày 4 đến ngày 6 tháng 9, bão Yagi có thể đạt cấp bão rất mạnh trên khu vực đông bắc của Biển Đông, với gió mạnh tối đa lên tới cấp 12, giật cấp 15 vùng gần tâm bão. Về hướng di chuyển của bão, từ chiều ngày 3 tháng 9, vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 6, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật trên cấp 11, biển động mạnh. Dự báo trong khoảng từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 9. Bão iya có thể đạt cấp bão rất mạnh trên khu vực Đông Bắc Biển Đông. Gió mạnh tối đa có thể lên tới cấp 12, giật cấp 15 vùng gần tâm bão. Trong 24 giờ tới, vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông, sóng biển cao từ 2 đến 4 m. Sau đó, từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 6 tháng 9, có thể tăng lên từ 5 đến 7 m, biển động dữ dội, rất nguy hiểm đối với tàu thuyền. Bão Iya-ji hình thành từ một áp thấp nhiệt đới ở ngoài khơi Philippines, mạnh lên thành bão trong tối ngày mùng 1 tháng 9, là cơn bão thứ 11 Hoạt động trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương năm nay chỉ trong vòng 24 giờ bão mạnh lên gần 2 cấp. Đây được nhận định là cơn bão rất mạnh trên biển Đông năm nay với diễn biến phức tạp, khó lường. Biển Đông vừa trải qua một tháng 8 yên tĩnh lạ thường, không một cơn bão hay áp thấp nhiệt đới nào hoạt động. Điều này rất hiếm khi xảy ra, trong suốt 61 năm qua chỉ ghi nhận 6 lần biển Đông không có bão, áp thấp nhiệt đới vào tháng 8, gồm các năm 1980 1985-1988, 2011-2015 và năm nay là lần thứ 6. Các chuyên gia khí tượng nhận định đây là điều khá bất thường trong bối cảnh chuyển pha từ Enino sang La Nina, nhất là khi khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương những tháng qua gánh chịu bão rồn rập. Từ đầu mùa bão 2024, khu vực này chứng kiến sự xuất hiện của 10 cơn bão, trong đó 5 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến các quốc gia Đông Á. ba cơn bão mạnh là Gemi, Ampin và san san đổ bộ vào Nhật Bản và Trung Quốc, gây thiệt hại nghiêm trọng cho hai quốc gia này. Hiện ở ngoài khơi Philippines xuất hiện một áp thấp nhiệt đới di chuyển gần đảo Sama với cường độ mạnh cấp 7, giật cấp 9. Trong ngày mùng 2 tháng 9, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng Bắc Tây Bắc có khả năng mạnh lên thành bão với tên quốc tế là Yaji. Theo nhận định của các chuyên gia, hướng di chuyển của cơn bão này sẽ rất phức tạp, phụ thuộc vào hoạt động của áp cao lục địa từ Trung Quốc. Dự báo của một số đài khí tượng trong khu vực cho thấy, sau khi mạnh lên thành bão, Yaji có thể di chuyển lên khu vực Hồng Kông rồi tiến vào tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc. Một kịch bản khác, bão có thể tiến về phía đảo Hải Nam của Trung Quốc rồi đi vào vịnh Bắc Bộ của nước ta. Kịch bản này xảy ra khi áp cao lục địa hoạt động mạnh. Dù các nhận định về hướng di chuyển của bão còn phân tán, nhưng nhiều đài khí tượng thế giới cho rằng đây có thể là cơn bão rất mạnh trong năm nay do gặp nhiều điều kiện thuận lợi như mặt biển ấm cộng hưởng với vùng xoáy thấp ở khu vực Trường Sa của Việt Nam. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng như các đài khí tượng thế giới đang theo sát diễn biến của áp thấp nhiệt đới, dự báo sẽ rất phức tạp và khó lường này. Lượng mưa liên tục trên khắp các vùng trung tâm đã khiến mực nước dâng cao đáng kể tại các trạm quan trắc quan trọng dọc theo các thành phố chính tại Lào và miền Bắc Thái Lan trong 2 tuần qua. Cụ thể, mực nước tại trạm Nong Khai ở Thái Lan đã đạt đến mức lũ lụt vào ngày 29 tháng 8, với các đợt dân tương tự được quan sát thấy tại Trường Khan và Nakhon Phanom ở Thái Lan, cũng như tại thủ đô Viêng chăn và Pakse ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Dữ liệu giám sát của Ủy hội Sông Mê Công Quốc tế cho thấy, lượng mưa lớn kéo dài trên toàn lưu vực đã đẩy mực nước sông tại hầu hết các trạm lên cao hơn mức trung bình dài hạn. Hiện các trạm giám sát chính ở mức báo động, tại trạm Nong Khai, Thái Lan, mực nước đạt 12,69m vào ngày 29 tháng 8, vượt qua mức lũ là 12,2m. Con số này đánh dấu mức tăng 0,89m trong năm ngày gần nhất. Tại trạm Trường Khan Thái Lan, mực nước đã tăng lên 15,03m, vượt qua mức báo động 14,5m. Mực nước dự kiến sẽ duy trì quanh ngưỡng này trong vài ngày tới. Tại thủ đô Viêng Chăn, Lào, mực nước sông Mê Công đã đạt mức 12,11m, đang ở trạng thái báo động dự kiến mực nước sẽ tăng nhẹ trong năm ngày tới, nhưng dự kiến sẽ vẫn dưới ngưỡng cảnh báo lũ 12,5m. Theo Ủy hội Sông Mê Công quốc tế, sự gia tăng gần đây của lưu lượng dòng chảy Sông Mê Công chịu ảnh hưởng của các dòng chảy từ các khu vực thượng nguồn. Từ ngày 14 đến ngày 25 tháng 8 năm 2024, lượng mưa lớn đã tác động đến miền Bắc Thái Lan và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, gây ra sự tích tụ nước đáng kể trong các hồ chứa đập trên khắp thượng lưu sông Mê Công. Công ty điện lực nhà nước Australia, Tanes Work thông báo, đến nay khoảng 30.000 khách hàng vẫn không có điện trên toàn tiểu bang. Cơ quan dự báo thời tiết quốc gia Australia cho biết, một luồng không khí lạnh kèm theo gió và mưa lớn đã tấn công bang Tasmania, một tiểu bang có khoảng 570.000 dân. Cơ quan chức năng cảnh báo, tình trạng mưa rào và rông bão sẽ tiếp tục gây ra nguy cơ gió giật, gây thiệt hại tại khu vực này. Thời tiết bất lợi dự kiến sẽ kéo dài tới ngày mai tại Tasmania có khả năng ảnh hưởng đến bờ biển phía Tây và phía Bắc Australia. Các cơ quan chức năng cũng đã ban hành cảnh báo về lũ lụt, trong đó đề cập người dân tiểu bang Tasmania có thể bị cô lập trong nhiều ngày do ngập lụt đường xá không thể tiếp cận được. Giám đốc điều hành của cơ quan dịch vụ khẩn cấp tiểu bang Tasmania, ông Mick Lou cho biết cơ quan này đã nhận được 330 yêu cầu hỗ trợ trong 24 giờ qua. Tiểu bang Tasmania cách thành phố Melbourne trên đất liền 1 giờ bay hoặc 10 giờ đi phà với khoảng cách 445 km khoảng 40% diện tích tiểu bang này là vùng hoang dã hoặc khu vực được bảo vệ. Trong những tuần qua, thông tin về siêu động đất có thể xảy ra tại Indonesia xuất hiện nhiều trên các trang mạng truyền thông xã hội. Nhà nghiên cứu Nuraini Rama Hanifa thuộc Trung tâm Nghiên cứu Địa chất của Cơ quan Nghiên cứu và Đổi mới Quốc gia BRIN Indonesia cho biết những tuyên bố về ngày chính xác của trận động đất là sai sự thật. Theo chuyên gia Hanifa, Động đất càng lớn thì chu kỳ càng dài. Ví dụ, trận động đất lớn xảy ra ở Aceh năm 2004 có chu kỳ lên tới 600 năm. Tuy nhiên, chu kỳ này áp dụng cho một địa điểm cụ thể và mỗi địa điểm có chu kỳ động đất riêng. Người đứng đầu cơ quan khí tượng, khí hậu và địa vật lý Indonesia, Dariono trước đó cũng đề cập đến hai vùng siêu động đất được gọi là eo biển Sunda và các phân đoạn metawai Siberut nằm ngoài khơi bờ biển phía nam của đảo Sumatra và Java. Siêu động đất là vùng gặp nhau giữa các mảng kiến tạo của trái đất, có khả năng gây ra động đất mạnh và sóng thần. Theo ông Dariono, việc phát sinh động đất ở hai phân đoạn này có thể được coi chỉ là vấn đề thời gian, vì đã hàng trăm năm trôi qua kể từ khi một trận động đất lớn xảy ra. Cơ quan khí tượng, khí hậu và địa vật lý Indonesia, BMKG, cũng kêu gọi chính quyền địa phương nên chuẩn bị các biện pháp giảm thiệt hại, bao gồm cả quy hoạch không gian cho các tòa nhà chống động đất có thể đáp ứng nhu cầu của cộng đồng trong trường hợp xảy ra động đất mạnh. Theo đó, nên có những hạn chế đối với việc phát triển khu vực bờ biển không được xây dựng bất kỳ tòa nhà nào nếu xây dựng một khách sạn khách sạn đó phải sẵn sàng đối mặt với một trận động đất mạnh